sẽ hoạt động đến hết năm 2019. Từ nay đến ngày 31 tháng 12 năm 2019, các nhà hảo tâm có thể thực hiện việc nhắn tin ủng hộ người nghèo thông qua cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia 1408. Sau 3 tháng phát động, chương trình cả nước chung tay vì người nghèo đã nhận được sự đóng góp, ủng hộ mạnh mẽ từ phía các nhà hảo tâm thông qua tổng đài 1408. Tính đến hết tháng 11 năm 2019, đã có gần 200.000 tin nhắn ủng hộ được gửi tới cổng thông tin điện tử Nhân đạo quốc gia. Với mỗi tin nhắn như vậy, Người dân đã đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vào quỹ vì người nghèo. Cả nước chung tay vì người nghèo là chương trình được chủ trì khởi xướng bởi Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Bộ Thông tin và Truyền thông. Tổng số tiền thu được sau 3 tháng phát động là gần 7 tỷ đồng. Đây không phải một số tiền quá lớn, tuy nhiên đó là sự đóng góp quý báu của người dân trên cả nước để cùng với chính quyền giúp xoa dịu nỗi đau của những hoàn cảnh khó khăn đang cần được trợ giúp. Số tiền này sẽ được sử dụng để xây dựng các căn nhà đại đoàn kết và giúp hàng triệu người nghèo về y tế, giáo dục, sản xuất, để từ đó vươn lên thoát nghèo. Chương trình sẽ còn tiếp tục kéo dài từ nay cho đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2019. Mọi tin nhắn đóng góp quý độc giả có thể gửi về tổng đài 1408 theo cú pháp VNN1408. Với mỗi tin nhắn, chủ thuê bao di động sẽ đóng góp tối thiểu 20.000 đồng vào quỹ vì người nghèo.